phát hiện cây nấm linh chi khổng lồ nặng hơn nửa tạ. Trong những ngày qua, nhiều người đã đổ xô tới nhà ông Phạm Đình Toàn, trú tại làng Khê Bố, xã Tam Quang, huyện Tân Dương, tỉnh Nghệ An, để xem cây nấm linh chi khổng lồ nặng trên 50 kg. Được biết, cây nấm linh chi khổng lồ này với trọng lượng nặng trên 50 kg, dài 1,2 m, rộng 0,5 m, cao 0,65 m, được ông Toàn mua lại từ một người đi rừng với giá gần 30 triệu đồng, lấy được từ khu rừng giáp biên giới Việt Lào thuộc địa bàn huyện Tương Dương. Sau khi tìm thấy cây nấm linh chi khổng lồ này, đã có 5 người vào rừng và mất gần một tuần mới đưa về được tới nhà. Cây nấm này có 7 nhánh, nhưng hiện tại gia đình ông Toàn mới đưa về được 2 nhánh, 5 nhánh còn lại vẫn chưa thể lấy ra khỏi rừng được. 2 nhánh của cây nấm linh chi khổng lồ này có một mặt màu đỏ mật ong, một mặt có màu trắng sữa. Nhiều người cho rằng cây nấm này đã có tuổi đời hàng nghìn năm. Hay tin nhà ông Toàn có cây nấm quý, nhiều người dân đã đổ xô tới nhà ông để xem. Có người đã trả giá gần 80 triệu đồng, nhưng ông Toàn chưa đồng ý bán. Nấm linh chi có công dụng rất tốt cho sức khỏe của con người. Nấm linh chi có nhiều tác dụng như chống ung thư, làm sạch ruột, ngăn chặn lão hóa, làm cơ thể trắng kiện. Nấm linh chi có nhiều loại, mỗi loại đều có công dụng đặc biệt riêng của nó. Nếu cây nấm linh chi mà người dân Nghệ An tìm được có tuổi đời hàng nghìn năm thì giá trị của nó sẽ là hàng chục tỷ đồng, thậm chí là lớn hơn nữa. Dẫn lời của ông Lại Văn Toản, Phó Chủ tịch Hội Đông Y huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trước đó, vào tháng 10 năm 2014, hàng trăm người từ khắp nơi đã đổ về nhà anh Đào Đức Đại, sinh năm 1987, trú tại số 49 Bùi Huy Bích, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, để xem cây nấm linh chi ngàn tuổi nặng gần 200 kg. Anh Đại đã mua cây nấm linh chi này từ một người dân đi làm rẫy với giá 200 triệu đồng và thuê 8 người đưa nấm về. Rất nhiều người đã đến nhà tôi xem, không ít người ngỏ ý muốn mua lại, có người trả giá 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán, dẫn lời của anh Đại. Được biết, cây nấm linh chi này có hình thù đặc biệt, nhìn từ phía trước thấy giống như một chú cóc đang ngồi lè lưỡi, phía sau lại giống như những hang động. Trên bề mặt thân của nó lại có nhiều tai nhỏ xếp theo lớp như hình vảy cá.